Cái này là bún gì anh? Bún giò. Bún giò hả? Đây là sáng cho cậu ăn bún giò. Này anh mua ở gần đây không anh? Anh mua ở dưới thị xã với khác. Dạ. Ông anh một chút đây cho, chút nước gì đó một chút cũng nên không lấy bún để vô trước vậy. Quên. Ừ. Wow, anh đúng cho cậu rồi. Đúng rồi. Đặc cậu, biệt luôn á đúng không? Cậu đúng rồi, cậu làm ba tô bún xong cái cậu làm tô chè tí bà luôn á. Tráng miệng. Tráng miệng. Có sẵn bia trên bàn luôn. Bà. Ly bia. Okay. Trời ơi cái cục giò nè. Lấy cục giò bự vô cậu năm. Anh chọn cục bự hả? Anh biểu người ta lấy cục bự đi. Bự nhất đúng không? Thành đặc biệt nhất đúng không? Rồi còn cái này nữa, được chua. Hấp dẫn chị ha. Bài bản có hành mà thôi. Sớm. Đây là chỉ cây cũng số mai nha, giống ăn sáng nha. Sáng. Sáng cà phê. Sáng chè. Bây giờ còn năm ăn sáng nha chè. À. Anh em cười nãy rồi. Tao chè mà cười quá. Đi đưa cúng, mồm hay về cúng. Về hả chú? Còn nào ngủ mất dạng mở tao thấy đi chè không giật mình. Giật mình hả? Giật mình chứ. Anh ấy lấy cậu năm giật mình. Mai có đây nữa không? Nhưng mà làm đủ hết ca. Ôi, buổi sáng giờ như anh em không có đây vô đâu. Không, sáng giờ anh à. Như nhiều việc lắm. Hãy nghe anh như anh Duy Minh gọi anh phải không? Em quay clip luôn ha. Em đang đứng nói chưa đâu. Em nghe nói gì anh bệnh gì mà. Ủa vậy? Vậy là giờ anh có đang bệnh không anh nói đi. Anh có bệnh không? Sao em trong điện thoại em nghe anh nói anh bệnh. Anh chọc mình chơi chứ. Nè em quý. Có bệnh không nói để người ta biết nè. Anh không bệnh, anh vừa bệnh vừa tới tháng mà. Gì? Cái gì mà có tới tháng anh? Anh chọc mình chơi. Em nói ủa mới nghe nói anh bệnh mà sao giờ anh vô nhanh vậy. Anh nói mình đang mua đồ cho cậu mà. Cái đặt mình nó cũng chè. Rồi quá trời rồi luôn, không biết làm sao cho hết rồi ha. Chở đổ nước này ủ không anh? Cục nào cũng chọn cục to nhất cho cậu ba con. Cũng mà anh có biết là cậu thích ăn giò nạc hay giò mỡ không? Cậu thích ăn cái giò xương còn gặm gặm đó. Coi clip cậu thấy chưa? Còn... À, cái này đúng không? Này cho cậu ăn hả? Đúng rồi. Cậu xong rồi thua mua thêm lít nữa. Thắng thằng bác là chụp cuối à. Cậu ăn ngon với ta. Thắng thằng bác là thằng ốm hả? Vậy sẽ để cho ông ăn chè giò chiến miệng cái tới. Ông chán miệng trước hả? Rồi. Ông muốn về tới đó đi chè luôn, ông giật mình. Tao mở tao thấy mấy đi chị. Sáng quay cho tao ăn chè cho tao luôn mà. Đâu, sáng là em cho ăn cơm sườn rồi đó. À, cơm sườn uống. Cơm sườn nước uống cà phê rồi. Bây giờ ăn chè rồi, bây giờ tao cho cậu nói tụi bay đưa cậu lên ký nè. Sáng sớm rồi có mỗi YouTube tới là cũng có một món cho cậu rồi. Rồi khách tới là khác nữa. Hơi bị mập. Bỏ rau lên trên luôn đi. Hay sao? Hay là bỏ rau lên ra dĩa đi. Sao cái dĩa bỏ rau đi?
Dạ. Lấy dĩa sành cho đẹp đi. Đưa cái dĩa đó cho em, đưa cái dĩa. Có cái dĩa nhỏ bên bên hông thì anh thấy cũng đẹp. Quan quận này nó là quận thứ 3 hả bà? Chưa đâu, lát còn không chưa rồi đó chiều còn. Nói chung là chưa hết đâu. Chắc cậu hỏi một cái ít sao nổi. Ngủ vậy là nó cho ăn, ngủ vậy là nó cho ăn. Nhưng mà liên tục. Nhiều cái khuya khuya còn muốn nằm nướng mà nó dậy nó cúng dần. 5 giờ sáng nó tới nó cúng cơm rồi. Cơm cà phê. 5 giờ cho tới mấy giờ? Mấy giờ chị cúng cơm? Như chắc 5 giờ đó, 5 giờ sáng là nó luôn, nó bắt nó dạng cơm rồi đó. Cơm rồi không nói gì rồi, mỗi người là mỗi món nữa chứ. Ê, có bữa anh yêu cho ăn bánh cá chuối. Hôm qua mới tay đồ. Không, hôm bữa có mấy đòn nguyên bữa anh yêu. Cái đòn trước nữa. Sớm sớm đó, cái đòn nào nó bự dần dần thì trả. Người ta đoán là trả đó anh yêu. Mấy 10 sáng à. Anh yêu mua ở đâu mà ta nói là cái đó là trả. Cái đó là cô chị anh nội cho bình thường. Mới tờ mà sáng là cho ăn bánh bánh, bánh, bánh đây bánh này cho hầm rồi. Không có đây đây rồi ta. Dạ, cũng ở đây là để cho con đi. À, dạ, nay chuyển qua đây. Lấy cái ghế giùm tí nhạc lại. Tức là khi anh về phải tập nhiều lần mà nó có gì đâu, chạy rồi bây giờ. Xíu rồi, muốn bò. Bò ơi. Trời ơi, không có một miếng bò viên luôn á. Còn chuyên chà bá vậy. Mà nó nói là bún bò viên. Chưa tiền. Con gửi đây đi. Gửi đi. Để mày nó tại bò gì. Bò gì đâu cục đất nhá. Đó rồi. Này không có nước mắm hả anh? Không. Mốt anh vệ sinh miếng nước mắm ớt bây giờ chấm chấm giò đó. Đây chị, anh chờ em qua đi em lấy cái này nha một. Anh lấy con rùa nó tự sát bây giờ sao? Bây giờ mình vớt nó ra đi. Bây giờ nó hơi lủng á. Bây giờ nó bay vô đây, nó bơi trong đây giờ sao đây? Còn không thì để ở phía đầu này nè Hảo. Cái tiểu nó làm gãy rồi. Đó, để ở phía đầu đi cho. Được rồi ha. Bởi vì người ta nói ngọt mặt là chết rồi. Ngọt mặt chết rồi, vậy là bắt cái rồi nó mới ngọt. Thì nhà chút đi ha. Ừ. Cái này nó mua nhiều hơn. Chè và xôi nha. Đó thì có bánh quy cũng như là rau rồi và hoa nữa. Chút có gì ấy xong anh em thử nha. Dạ. Phải biết rồi. À chè là chè trôi nước nha. Chè trôi nước rồi cúng cúng giò nữa. Đó thì bây giờ thì đang cúng cho cậu cả nhà. Thì chuẩn bị ha. Nha. Để cho cậu dùng cho nóng nha. Đây thì xôi nước. Rau sống mà mình ăn món gì đâu. Nè, bún bò giò heo. Cái tự nó định nói rau sống ăn với chè ra. Bởi vì thấy sao ủa chè mà lại có dĩa rau sống ở đây. Gửi thôi. Gửi. Gửi ha. Hay lấy cái ghế mình gửi đi vô. Sao lấy cái ghế mình gửi đi chứ. Lấy ghế đi mà lấy ghế đi mình để riêng đi. Cạnh đi. Hôm nay tụi này nó cho mà ăn cái gì mà có rau có chè. Có rau nữa hả? Để cạnh đây đi, đúng rồi đó. Đúng rồi đi. Mà hơi khó thì ủa anh, cơm mình mới bỏ trên bàn đúng không? Đúng rồi, để trên bàn rồi. Còn cái này là để cho này là anh yêu ảnh mới là cúng hộ cho không biết bà con cô bác nào ta. Này à, trưa qua có chị kêu tới chứ đưa 100 ngàn để cúng bún cho cậu á. Dạ. Không biết tên. Ờ. Vậy thì xin dấu tên. Dấu tên đi. Sáng sớm thì giá chừng luôn. Vậy là rau nha. Nhìn rất là ngon và đặc biệt luôn. Đó, sáng nay bà con cô bác nhờ các em YouTube biết rồi. Thì sáng nay là làm bếp chưa thấy cái cây như là bánh quý thế mà đó bây giờ thì cũng hấp nhang xong rồi cả nhà hả cúng cậu rồi đó. Chào cô nha. À, là 15F phải không? Dạ đúng rồi con. Ở nhà là cô lai con nhiều. À con là 15F. Cô là hay đi đến mộ nhất nè, con thấy. Có là hình như cô đi với anh Niêu luôn phải không? Ừ. Dạ, cái con thấy. Là như bổ ngày 49. Còn nhớ kỹ. Không biết là mình có mộ trong đây không cô? Không. À dạ con chú chị nó vui vô sáng giờ là nó đâu buồn khai sớm thì mình cúng cho cậu năm chè ha rồi con cúng cho cậu năm to bún ha. Để cho cậu năm
còn năm ăn bún xong còn năm ăn cơm trắng hết. Nó bò vô một cô, dạ, nhưng mà cô điện ra nếu hoàn điện được. Hôm mấy ngày trước á, có rắn, có một rắn già đúng không? Dạ đúng rồi có cô. Con rắn là đuôi đuôi đỏ đúng không? Dạ. Bò vô. Vậy là bữa trước đó là cô cách đây mấy ngày thì coi như ngày nào cô cũng coi cái chương trình này. Thì cái bữa sau dạ. Là ở đây có rắn luôn không cô? Thì cái ngày đó là ngày mấy cô quên. Đại khái là 3-4 ngày trước. 3-4 ngày trước. Thì ở đây mấy con cũng quay rồi nó chạy vô cổ. Nó bò vô đây rất hay luôn. Bò vô, có thấy bò vô đây mà. Dạ. Dạ. Bắt đầu đuổi sao đi ra ngoài. Dạ. Nhưng mà cô gọi cho em này gọi cũng được. Dạ. Bây giờ cô có những cái khi cô về một cô năm là thứ hai đúng không? Thì cô cũng quen con mà, cô cũng chở dùng cô đi mấy lần rồi. Mà, con thấy là cô hay xuất hiện với anh Niêu. Cô bình thường đúng không? Cô thì lúc đó cô thấy như vậy, cô muốn báo cho các em biết. Dạ. Dạ, tìm gỡ. Thì mình thấy có một con rắn như vậy, bất cứ một điều gì mình rắn vô nhà cũng không hay. Dạ. Ừ, vậy hả cô? Ừ, rắn vô nhà nó không hay, nó sẽ mang tai kiến hoặc là nó có thị phi. Dạ. Nó có một cái điểm rất là không tốt. Wow. Nhưng mình khi mình không đánh, không đập thì cũng tốt rồi. Dạ. Sắc xanh. Dạ. Nhưng mà mình cũng khấn đi. Dạ. Ừ, khắn mà rắn mà nó bò vô mộ thì có điều thì không là tốt tại vì cái nghiệp coi như là dạ. cái quả hay là cái nghiệp nó đeo như vậy. Dạ. Là cô không biết cách nữa. Nhưng bây giờ là cách 2 ngày sau là có chuyện liền. Dạ. Hằng ngày đó luôn chứ, sáng chiều tôi có chuyện liền đó. Cô thấy sáng vô vô là chiều có chuyện liền á. Đâu ngày 3 ngày mai đâu có. Sáng hôm sau không? Ngày nào cô cũng theo dõi ha. Thành ra cô thấy như vậy thì hôm nay cô định là trong ngày cô mới lên. Dạ. Mà cô là người Phật tử. Dạ. Cô pháp danh là Diệu Hương. Nhưng mà tại vì cái khóa tu của cô sắp tới là tu 3 tháng hạ. Dạ. Tu theo sư cô ở trong chùa. Nhưng mà cô tu tại gia. Thành ra là cô muốn lên đây trước ngày để cô nói cái sự việc của anh Thú Linh á. Dạ. Cô ngưỡng mộ anh mấy chục năm nay rồi. Dạ. Thì lúc mà anh còn làm cái cassette. Dạ. Cassette rồi video. Dạ. Rồi chương trình dựng chân cổ nhạc. Dạ. Và con biết hồi trước cô xe cô làm nhang hoặc là cô đi làm công một ngày có 3,000+ thôi. Dạ. Nhưng mà cô dám mua 2,000 tiền băng đĩa để cô coi. Dạ. Và hiện tại giờ là tất cả cái lương của anh Vũ Linh đây là cả 1,000+ là cô biết hết luôn. Dạ. Dạ. Thành ra bây giờ cô thấy cái sự việc nó xảy ra cô rất là đau lòng. Dạ. Cô muốn khuyên như vậy nè. Có cái gì thì gia đình ở nhà dàn xếp. Dạ. Đừng có lên đây làm ảnh hưởng xung quanh cho tất cả những hương linh ở đây. Dạ. Không phải là mình cô như mình trong xóm thì cái lộn là đắp viền thôi lắng rối xóm rồi. Dạ. Đó thành ra là người ta ở đây là người ta gọi là yên nghỉ rồi. Dạ. Người ta muốn ở đây, người ta tới đây giếng, người ta còn đem cái hình ảnh của Phật A Di Đà. Cái hình tượng này là con biết gì không? Dẫn dắt về Tây Phương. Dạ. A Di Đà này là dẫn dắt về Tây Phương. Dạ. Tất cả hương linh theo A Di Đà này. Dạ. Tất cả hương linh luôn, tất cả những người nằm đây đều theo Phật này. Dạ. Dẫn dắt về Tây Phương. Thì tại sao mình đem cái phiền não tới đây? Đúng không? Dạ. Thì bây giờ đây cô cũng nói là các em chưa làm gì hết. Dạ. Các em chưa làm quấy một điều gì hết. Cô rất lượng mộ tất cả mọi người ở đây. Có cái tâm, thứ nhất có cái tâm mới dọn dẹp được. Dạ. Chưa chắc là các em ở nhà làm được điều này, đúng không? Dạ. Ở nhà không bao giờ cầm cái chổ quét dùng cho em, cho mẹ, cho vợ đâu. Dạ. Nhưng mà các em tới đây các em làm như vậy là bằng cái tâm. Dạ. Bằng cái tâm cô rất lượng mộ. Dạ. Lượng mộ lắm luôn. Thì nhưng mà cái tâm đây cũng gọi là cái đức. Yeah. Nhưng mà cái đức nó sẽ tồn tại. Còn bây giờ con có làm phước thì cái phước nó sẽ hết. Tại vì có tiền làm phước nè. Yeah. Cô có 1,000 cô bỏ ra cho mấy người xin mấy người. Nhưng mà không bằng con dắt một người đi qua đường. Yeah. Cái đức đó nó mới quan trọng. Yeah. Thì cô nói. Thì ngày hôm nay mấy em chưa có làm gì gọi là sai hết. Yeah. Mấy em làm đúng. Nhưng bây giờ cái sự việc gia đình như vậy thì cô cũng mong rằng, cô rất rất mong là các em chỉ quay những người tới đây giếng ta. Dạ. Còn người ta có yêu cầu gia đình á. Dạ. Có yêu cầu phải đăng thế này, đăng thế nọ thì mấy em từ chối. Dạ. Tại vì không làm sao được hết. Dạ. Không làm sao mà vừa lòng, tại vì các em đã đứng cửa giữa. Cửa giữa. Dạ. Các em không có biết cái gì hết. Dạ. Còn dàn xếp ở mày. Dạ.
nhưng mà thấy nói chung quy là người ta là coi như là một chữ nhân quả không bao giờ sai. Bây giờ làm gì làm, bây giờ có chạy đến bên Mỹ, chạy đằng trời, có vô trong cái hố nào đi nữa, nhân quả không bao giờ sai chạy hết. Người ta tạo thì người ta lãnh, là vậy thôi. Cô không biết là bên này bên kia bên nào, cái chuyện đó chuyện của gia đình. Nhưng ở đây tất cả mọi người tới đây vì lòng ái mộ của nghệ sĩ Vũ Linh. Người ta ái mộ thì đừng để làm cái tâm người ta thất thất vọng, thất tâm, thất tính, đúng không? Ví dụ như vì chú đây, vì anh đây, thì người ta muốn phát tâm ra làm một cái điều việc tốt, người ta muốn làm một điều thiện đó để hồi hướng công đức cho anh. Nhưng mà gia đình như vậy thì người ta phiền rồi, người ta thối tâm. Theo trong trong đạo Phật người ta nói là thối tâm. Thành ra gì cô muốn nói là nếu mà có đang lên thì ngày hôm nay cô nói sự thật bằng cái tâm của cô là như vậy, chứ đúng ra là tính 100 ngày này cô mới lên, nhưng mà cô kẹt cái khóa tu. Cô phải đánh lên, cô thấy trên đây nó có nhiều chuyện làm cho còn đang buồn quá ha. Đúng, cô cho lên để vô. Thành ra còn ngày hôm nay cô rước là cô phải đi xe ôm lên nha, cô đi xe ôm lên rồi tới kia con gọi con ra con đóng vô để trên đèn đỏ kia này, anh phải chở vô đó. Sáng giờ chờ cô đứng chờ anh mua bún xong á, chở cô lên đây đó, cô đứng trên đèn đỏ kia này đó. Cô nói với mẹ cô nói là tính là 30 ngàn, cô khán giả cô không giả, thành ra nhưng bây giờ thì thấy cô đi chờ lên kia này không thể chờ đợi được nữa, cô nóng ruột lắm. Nhất là cái ngày mà rắn nó bò vô là cô muốn báo mộng rồi, cô muốn báo cho các anh, các chú em ở đây cho biết chiếc là gỡ, không được tốt, gỡ đó không có tốt đâu. Cái đó là mình nên khấn đúng không? Đúng rồi, nên khấn. Bây giờ các ông bà gì cũng biết, đi chơi khác, đừng có làm. Như đây là ở đây cũng là một, đây là Vũ Linh cũng là một vị Bồ Tát sống, nói là như vậy. Tại vì ảnh xây biết bao nhiêu nhà ở dưới mình Tây, mà ảnh không có được. Tại vì ở trong bên đoàn của cô có đi chung với lại anh Vũ Linh. Đi nhiều chùa, nhưng mà anh không cho quay. Anh không cho quay, anh không cho làm cái điều gì mà lên danh nghĩa gì, anh không cho. Nhưng mà hoàn cảnh của cô thì khó khăn, cô không đi chung với các vị được. Nhưng mà về thì các vị kể cho cô nghe đó. Thì có từ lúc mà anh mất tới giờ không có ngày nào mà cô không khóc. Cứ mở lên là câu chút xíu là khóc, chút xíu là khóc. Cô rất với lại cái bài nhạc đó, một chuyến xe trong cuộc đời á, mà bây giờ cô ráng cô thuộc hết luôn cái bài đó để cô ca. Trời ơi. Để cô ca cái bài đó, để khi mà có những cái tiệc gì hoặc là cô sẽ dùng cái bài đó cô ca lại. Đây là bài nhạc của Vũ Linh. Tại vì cái bài đó rất là ý nghĩa đó con. Đúng rồi. Con nghe từ câu trong đời mình sinh ra là như thế nào, khi nằm xuống như thế nào, là cái bài nhạc đó chiến xe trong cuộc đời con nghe coi. Thấm lắm. Từ câu mình sinh ra là nằm yên giống như trong nôi rồi. Sự thế nó như thế nào nhưng kết cuộc như một cái chiếc lá rơi về mộ lạnh lắm. Ý như vậy luôn. Cô rất là quý. Thành ra bây giờ cô ở đây, cô chỉ có nói với lại các chú em ở đây như vậy. Thì bây giờ mấy em chưa làm gì sai. Cô rất là ngưỡng mộ tất cả những người ở đây. Thành ra thì coi như là cô coi kinh nào là cô like kinh đó. Cô không biết là thấy là có like là có lại thôi là có gì, nhưng mà theo cái tâm của cô là cô like để cho cô có tâm cô thoải mái, cô thấy vui và cô like thôi. Thì cô chỉ mong là các em ở đây như vậy thôi. Thì tất cả mọi người thì mình có quyền mình tư vấn tâm cái gì tâm tư thì chỉ còn một vấn đề gia đình miễn bàn vậy thôi, miễn bàn. Ví dụ như gia đình ta muốn là tu đúng, tu như vậy đó, vậy con không biết gì gọi là đúng, vậy thôi. Vì cô thật tình cô mong vậy, từ cô là người Phật tử cô không muốn nhân quả nói chung như vậy. Thì cô nói ở đây trước linh của Vũ Linh thì cô cũng mong cầu cho cái hương linh của anh pháp danh là Tâm Giác được về Tây Phương Cực Lạc để mà còn siêu độ, còn độ lại cho tất cả chúng sanh. Vậy cô chỉ mong như vậy thôi. A Di Đà. Đó thì coi như là cái hình này là hình A Di Đà. Cái hình này cần rất cho những người hương linh. Tại vì những người mất đều cần cái hình này. Đúng, về Tây Phương. Không có hình này là không có gì được. Là như vậy. Là ý nghĩa là cái hình này. Còn Phật Thích Ca là khác. Phật Thích Ca ngồi là Phật Thích Ca chỉ độ cho ta bà.
Yeah. Phật Thích Ca là độ chứng người biết nhân quả, yeah. biết tu theo đường phải là ông Phật, Phật Thích Ca đó. Yeah. À. Còn Phật này là về Tây Phương. Yeah. À, Phật này Phật A-di-đà. Ta bà tức là cái cõi mình đang. À, đúng rồi, cả ta bà. Thì à, là bổn sư là độ cho tất cả biết nhân quả nè, yeah. biết tu thiện nè, biết làm lành nè, biết yeah. tạo phước nè, yeah. là ông bổn sư, là ngài. Đến tháng này là ngày đản sanh của ngài, tất cả chùa đều tổ chức trong cái tháng này rất rất là lớn. Yeah. Nhưng ngày năm nay yeah. là đại lễ lớn nhất là gì? Lễ kỷ niệm của Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Thành ra người ta nhầm cái ngày này, người ta làm lễ lớn lắm. Yeah. Ừ. Thành ra giờ ở đây cô nói đây, các chú, các em, các anh gì đó, thí dụ không Phật tử cũng có nhân quả, mà Phật tử cũng có nhân quả, không có chạy tránh ở đâu hết. Không phải là pháp danh rồi mới có tội, mà không có pháp danh là không tội. Không có pháp danh vẫn có tội như thường. Mình làm là có tội. Nhưng khi mình không có quy y, mình chưa phải là Phật tử, nhưng mình biết điều đó là không nên làm là tốt rồi. Thì trước bây giờ con nói như nè, trong một gia đình làm dỗ, hồi trước con cầm một con gà, con cắt cổ nó rất là vô tư, đúng không? Còn cái sự bắt buộc mà, không ai muốn cầm con gà, con vịt cắt cổ rất là vô tư. Nhưng khi mình biết đạo, mình cầm con gà, cái sự bắt buộc là phải vì gia đình hay là vì đãi mẹ đãi cho người ta ăn như vậy, thì mình sẽ tịnh tâm lại. Tôi vì gia đình, tôi phải sát sanh như vậy, thì thôi những con vật này, con gà, con vịt gì đó, mong cho được giảng sanh. Nếu mà đọc được bài giảng sanh thì tốt. Nếu mà ở đây cô rất khuyên, không Phật tử cũng đọc được cái bài đó, cái bài Nam Mô A Di Đà, bài Già Đa Tha Đa Đà Già Tha, là cái bài đó đều giảng sanh đó. Một con kiến cũng giảng sanh, một con gì cũng giảng sanh được cái bài đó. Thì khi mình, thì cô nói vậy, hồi trước mình vô tư, mình cầm mình cắt vô tư, vô tội giả luôn. Nhưng bây giờ mình biết rồi.